Quý vị đang theo dõi chương trình phát hình của Lưới Điện Sài Gòn TV. Ngày hôm nay chương trình nhận được sự bảo trợ của Magic Bangkok. Như thường lệ, anh Donald Trần hầu chuyện với quý vị để giới thiệu về chương trình Địa Ốc. Xin gửi chào anh Donald Trần. Tối nay tái ngộ cùng anh Hoàng Triệu Thị và một lần nữa xin được kính chào quý vị khán thính giả. Bước sang một năm mới 2015, thưa anh, có những diễn biến gì mà những người mua nhà, bán nhà nên quan tâm, thưa anh? Phân lời hoặc là thị trường địa ốc như thế nào? Dạ vâng. Thích nhất là nói về thị trường địa ốc thì anh biết là như mọi người biết là 2015 người ta sẽ nói là cái tình hình chương trình địa ốc sẽ có nhiều thay đổi. Dạ. Là thứ nhất về cái nói vụ nhà, đi mua nhà rất là khó. Tại vì cái inventory nó ít. Và thứ hai nữa là investor mua xong rồi bây giờ người ngâm ta đó. Ngâm đó xong người ta sửa một thời gian ta bán tại không có nhà. Thành ra bây giờ anh thấy nhiều thấy trong cái khu của người Việt Nam ở có nhiều cái new construction. Tại vì không có nhà. Thì bởi vậy ra new construction có một dạo mình cũng ở trong cái situation này anh nhớ không? Thì lúc đó hai cái giá nhà cũ và nhà mới nó gần bằng nhau thì người ta đi nhà mua nhà mới cho rồi. Nhà mới cho rồi. Còn trong trường hợp này thì nhà nó hơi hiếm, hơi thiếu. Bởi vậy ra cái nhà mới sẽ bán được. Dạ vâng. Thành ra cái đó là cái tình hình địa ốc. Còn riêng về vấn đề tài trợ địa ốc thì mình có hai cái điểm mình đều lưu ý bây giờ. Là thứ nhất là cái chương trình 3% down của Fannie Mae bắt đầu launch. Thì cái chương trình này nó khác cái chương trình down 3.5 của FHA như thế nào. Thì FHA là cho những người mà điểm FICO score không tốt cũng vẫn có thể mượn được. Riêng cái 3% của cái Fannie Mae thì anh down thấp nhưng mà anh vẫn phải có credit tốt. Thành ra cái chương trình Fannie Mae nó nhắm vào những người có good credit. Dĩ nhiên là khi anh down ít là income anh phải cao. Tại lúc đó anh phải cover cái tiền mortgage insurance. Mà anh mượn down ít thì cái loan anh amount nó nhiều. Thành ra anh phải có income để anh cover cái đó. Thành ra đó là cái chương trình thứ nhất. Cái chương trình thứ hai là ông Obama mới announce đây. Tức là ông giảm cái mortgage insurance của cái FHA xuống nửa chấm. Thì ngày xưa nó khoảng 1.30, 1.35. Thì bây giờ nó giảm nửa chấm thì nó nhiều lắm. Đó, thì nó làm như vậy để làm gì? Để cho cái người này qualify cái FHA nó dễ hơn. Tại vì ngày xưa cái anh đi FHA nó rẻ hơn là anh đi cái conventional loan hoặc là nó bằng. Nhưng mà một thời gian sau vì cái default nó quá nhiều, thành ra chính phủ phải tăng cái premium mortgage insurance lên để có cái dự trữ để khi mà người ta default có cái tiền đền lại cái loan đó. Nhưng mà bây giờ Obama ông quyết định là ông ra lệnh cho cái người đứng đầu của FHA là phải giảm cái đó xuống nửa chấm. Thì ông Obama ông announce cái đó. Thì bây giờ mình giảm đến nửa chấm đó, thành ra FHA nó attractive lại. Chứ ngày xưa nó khó lắm. Ngày xưa là mình đi vậy thì thường thường mình đi qua bên conventional loan nhiều. Và thứ hai nữa là khi mà anh đi cái FHA ấy, là anh phải refinance mới lấy gọi cái mortgage insurance được. Trong cái đó conventional loan nó vừa tốt hơn mà đủ 20% là lúc anh có thể xin để lấy cái mortgage insurance. Dạ, vâng. Đó là hai cái điểm chính. Thì tôi vừa nói cho anh biết là địa ốc tình hình như thế nào. Dạ. Và về vấn đề finance thì nó có hai cái đó đặc điểm là mình chú ý. Như vậy cái phân lời của từ bây giờ đến cuối năm nay sẽ diễn biến như thế nào? Anh nếu lên, nếu xuống, anh giải thích lý do tại sao lên hay là tại sao xuống hay là giữ nguyên? Thì anh biết là cái câu chuyện mà để cho Federal Reserve Bank raise cái tiền lời lên là đã nói ít list là hồi 3-4 tháng về trước. Vâng. Thì anh phải biết là thường thường khi mà ta announce như vậy thì cái market thường thường nó take 3 to 6 months nó react. Cái problem của cái quality easing á là tại sao? Là stimulus rồi, kinh tế bây giờ nó phồn thịnh trở lại rồi, chính phủ không thể tiếp tục bơm tiền vô trong cái đó được nữa. Thành ra nó phải giảm. Thì bởi vậy trong lúc tiền lời nó từ 3 chấm mấy nó lên 4 chấm mấy. Nhưng mà bây giờ 4 chấm mấy rồi cũng Federal Reserve Board vẫn bị cái pressure phải tăng tiền lời lên. Nhưng mà cái dilemma của Federal Reserve Board là khi mà tăng rồi thì không có lùi xuống được. Thành ra người ta bảo là sớm nhất là phải tháng 3. Tại vì hồi đó người ta nói là khoảng tháng 6 2015 tiền lời mới lên. Xong rồi có bao nhiêu cái activity nó pressure thì người ta hồi đó người ta tưởng là của cuối 2014 là tiền lời đã tăng rồi, nhưng mà thực tình lúc đó Federal Reserve Board chỉ có nói thôi mà chưa có làm. Thì người ta bảo là thì đối với tôi là tiền lời sớm nhất cũng phải là tháng 3 mới lên.
thành ra mình cũng có còn ba còn tháng. Còn vài tháng nữa chờ đợi. À, với tình hình như vậy mà anh vừa nói đó, thị trường nhất là ở quận Cam, Garden Grove, Westminster hầu như không thấy bảng treo nhà bán. Như vậy là những người muốn bán đó, họ không cần phải lên listing nữa là đã có người, đã có offer rồi phải không anh? Hay sao? Bây giờ như thế này, khi mà anh list cái nhà đó thì bây giờ không phải chỉ có Garden Grove, Westminster không. Tại vì anh list nhà bất cứ ở đâu cũng bây giờ cũng có người buyer. Wow. Nhưng mà cái vấn đề đã ra là anh list giá như thế nào. Đó. Thì thông thường á, thì tôi thấy có một lúc á, là anh mua cái nhà đó, thường thường anh mua được giá 10.000 hay 20.000 rẻ hơn là cái list price. Đó là trước đây phải không? Khoảng một hai tháng về trước. Yeah. Nhưng mà bây giờ đó, anh không có cái luxury đó nữa. Tại vì nó hết nhà rồi. Dạ thì vâng. Và bởi vậy thành ra bây giờ nó còn lại là thường thường mọi anh mua bằng hoặc là mắc hơn khoảng 10 đến 20 ngàn. Là tại vì cái inventory nó không có nữa. Cho những người mà ta mua như vậy, người ta làm gì? Là người ta thường thường ta đi mua nhà mới. Wow, nhưng mà nhà mới so với nhà cũ thì nhà mới bây giờ lên cao giá quá. Giá cao hơn nhiều. Bởi vậy thành ra cái nhà mới vẫn có người mua nhưng mà nó không hot như ngày xưa nữa. Ngày xưa là người ta thì không cần nhà suy nghĩ. Mới không hot bằng bây giờ nhưng mà nhà cũ thì quá hot. Quá hot. Nhưng mà khi mà hot như thế thì anh liệu rằng cái giá nhà nó có tăng lên thêm, và trong năm nay anh liệu chừng là thêm bao nhiêu phần trăm nữa? Có phải từ 3 tới 5% là giá trung bình hay không, hay là còn hơn nữa? Dạ thưa, theo cái giá bây giờ đó thì nó cũng lên chậm như anh nói đó. Nó lên ít, rất là ít, thì nó lên cùng lắm là chừng 3 đến 5% là max. 3-5% mà thôi. Một lần nữa, nếu mà quý vị có thêm những cái thắc mắc, cứ liên lạc với văn phòng của Magic Bancor tọa lạc trên đường Euclid và ngã tư Edinger. Với tình hình như thế này đó, những người có khả năng, anh vẫn khuyên là nên mua nhà, phải không ạ? Còn nếu không có khả năng thì mình nên làm gì? Mình có khả năng thì mình mua được là không nói rồi. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ đa số những cái người buyer của tụi này thấy là đa số là bây giờ bố mẹ muốn để lại cho con nhiều. Tại vì sao? Tại vì cái tuổi của bố mẹ càng ngày nó càng cao lên. Thành ra mặc những cái người đó bây giờ đi học bắt đầu thành tài rồi. Thành ra cái trend tendency bây giờ là đa số là bố mẹ để nhà cho con cái. Mà khi để nhà cho con cái như vậy thì cái nhà nó không có ra thị trường. Đúng rồi. Đúng không? Tại vì lý do là người ta đã hồi xưa người ta đã mua được cái nhà này rồi, bây giờ bán ra thị trường xong mấy mốt con người ta đi mua. Lại đi mua trở lại thì mất, đã không có mua được. Nhưng mà đa số những cái anh chị mà học ở đây, thành tài ở đây, nhiều khi cũng lại không thích cái vùng của Garden Grove Center. Đó. Nhưng khi dọn đi tiểu bang khác luôn nữa. Ví dụ vậy. Yeah. Nhưng mà những người con đó thì bố mẹ khuyên muốn để lại thì thành ra thường thường người ta vẫn bán lại được cho mấy người con như thường. Rồi những người con đó mua thêm nhà khác là tính sau. Nhưng mà bây giờ bán bố mẹ để lại cho con để làm gì? Để cho cái người con đó, tại vì khi mà anh học ra trường anh ôm một cái student loan thì nó mất khoảng từ 5 năm cho đến 7 năm anh mới hoàn hồn lại. Tức là bắt đầu anh trả hết được cái student loan, rồi lúc đó anh mới bắt đầu anh nghĩ cái chuyện mua nhà cho anh, chứ còn trước anh đi làm và lo trả cái student loan không. Thành ra cái những cái solution để cho mình giải quyết những cái món nợ đó, thành ra tôi thấy tendency bây giờ là như vậy. Thành ra cái số nhà nó bán ra rất là ít. Thành ra cái activity bây giờ đa số là trong gia đình để lại cho nhau. Thưa anh, tôi thắc mắc không biết được khi mà chuyển nhượng lại đó làm giấy tờ như thế nào ạ? Có đơn giản hay không? Hay là con nó phải mua lại cái nhà đó mới sang tên được? Dạ vâng. Nếu mà cái nhà mà hết nợ rồi, tức là free and clear đó, dạ vâng, thì cái chuyện nó rất là simple, chỉ làm một cái grand deed sang là xong. À, vâng. Nhưng mà nếu mà cái nhà nó còn nợ, có nhiều người thì để lại cho con sang tên thôi, nhưng mà cái nợ bố mẹ vẫn đứng. Thì khi mà làm những chuyện đó, tức là sang tên thì nó sang được cái title nhưng nó không sang được cái loan. Dạ vâng. Phải bán hoặc là refinance thì mới lấy được cái tên của người bố mẹ ra. Vâng. Thì nó có những cái lợi và có những cái hại. Thí dụ như cái lợi là ít tốn kém, làm nó nhanh. Có cái hại là nhiều khi bố mẹ lại đang hưởng những cái trợ cấp. Thì khi mà nếu mà hưởng trợ cấp như vậy mà để lại cho con như vậy, ở đây nó có cái asset recovery á, là khi anh chết đi á, chính phủ thường thường go after cái tài sản của cái người hưởng cái benefit đó, là người ta muốn lấy lại cái tiền đó để trả lại cho những cái, ví dụ như Medicare chẳng hạn, của bao nhiêu những người đó hưởng từ bao nhiêu năm nay. Dạ vâng.
Và quý vị có thể yên tâm đã có anh Donald Trump và các nhân viên tại đây để lo hồ sơ cho quý vị. Tọa lạc ở trên đường Euclid và Edinger, Magic Bangkok. Anh làm ở Magic Bangkok được bao năm rồi anh? Là cũng lâu rồi, tại vì cái này là cái tiếp nối cũng... vâng, cái tiếp nối của cái Island Magic. Island Magic. Bây giờ tôi nhân tiện hôm nay á, thì tôi muốn nói thêm một cái vấn đề nữa là ngoài những cái người mua nhà ở Orange County, vâng, thì tôi thấy nhận xét là có thấy những người mà ở bên Việt Nam hoặc là bên những nước khác, hoặc là bên Tây, hoặc là bên Gia Đã Đại, người ta cũng qua đây và ta muốn lập nghiệp ở bên này. Thì những người đó hỏi tôi rằng là mượn tiền như vậy thì nó có dễ hay không? Thì xin trả lời với anh là nó cũng không đến nỗi khó khăn lắm nếu mình biết. Thì cái những cái chương trình cho những cái người mà ngoại kiều, tức là ngoại kiều không phải là cư dân Mỹ á, qua đây mua nhà, thì cái chương trình đó nó gọi là foreign national, tức là người ngoại quốc. Khi mà foreign national mua cái nhà đó thì quý vị thường thường phải down từ 40-50%. Và cái thủ tục thì nó cũng rườm rà giống như là đi mua nhà ở đây. Nó cũng đòi hỏi income, chứng minh income. Chỉ có cái khác là cái income mình nó không có ở đây thôi. Rồi nó cũng coi credit, thì Việt Nam làm gì có credit. Nhưng mà Canada thì nó giống Mỹ thì nó cũng có thể nó có. Thành ra nó cũng có những cái thủ tục rườm rà như vậy. Tại vì sao? Tại đó là cái guideline của chính phủ nó đưa đúng ra rồi. Bởi lý do đó thành ra mới bởi vậy thành ra nó mới dườm già, dườm già cái chỗ là lấy ở đây credit đây thì rất là dễ, nhưng mà lấy credit của một nước khác rất là khó. Thành ra khi mà quý vị, nếu mà quý vị là người foreign national mà muốn mua nhà ở đây, xin tham khảo với một văn phòng địa ốc để người ta plan cho mình là phải làm cái step gì trước. Tại vì cái khó khăn ở đây là nếu có người ở đây thì mình gọi người ta là ta có mặt ngay. Nhưng mà thí dụ như bây giờ người bên Việt Nam muốn mua nhà, mình cần một cái gì người ta phải có mặt ở đây, làm sao mà ta có mặt ngay được. Thành ra cái đó là cái khó khăn. Tôi không biết vấn đề di trú như thế nào, không biết mua nhà có xin green card gì ở đây được. Dạ vâng. Thì cái đạo luật mà mua nhà là có ở đây á, thì ngày xưa có người propose rồi, một người đại diện dân chủ cộng hòa, nhưng mà cái đó nó chưa bao giờ chưa pass. Chưa có lò. Nhưng mà người ta đi qua đây cái dạng investment. Thì investment có thể là cái công ty nó đầu tư về địa ốc và anh là người investor vô trong cái công ty đó, tức là anh invest cho cái công ty làm địa ốc, rồi sau đó cái công ty nó lại đi mua nhà bán nhà, thì thường thường là cái đó là thì được. Chứ còn anh có một số tiền xong anh sang đây anh bảo là phải có nhưng mà cũng dễ dàng bị rơi vào những trường hợp bị lừa, như đã có một số người bị lừa anh. Dạ vâng. Đầu tư vào một công ty mà cuối cùng công ty ma rồi cũng chẳng đi đâu cả. Dạ vâng. Thành ra nó đòi hỏi là mình cũng phải xem xét cho nó kỹ. Đúng rồi. Rồi mình coi cái điều kiện như thế nào, chứ không mình bỏ vào đó thì người ta đi mua nhà mà thua lỗ thì cũng chết. Mà dù người ta làm thật nhưng mà người ta đi mua nhà, người ta đầu tư là thua lỗ. Ví dụ vậy. Thành ra cái đó mình phải để ý, cái đó mình phải còn chú trọng. Mua nhà ở đây mà nhờ người thân đứng tên dùm thì có nên hay không anh? Tức là những người ở Việt Nam có tiền mà nhờ người đứng tên ở đây. Lý nhiên là khi mà anh nhờ người khác đứng tên á thì anh phải tin. Vâng. Anh phải tin tưởng cái người đó. Còn nếu mà trường hợp mà anh tin tưởng rồi mà người ta sau này người ta không trở mặt thì cái đó là cũng không biết giải quyết như thế nào. Được. Nhưng mà nếu mình đứng tên được thì tốt. Rồi vậy nó có cái chương trình nó gọi là foreign national là như vậy. Tức là actually cái người đó là người đứng tên cái nhà và đứng cái nợ. Việc mua nhà và mướn nhà ngay trong thời điểm này nó lợi như thế nào? Bởi vì nhiều người thì nói đó, nhà giá cao quá, trên nửa triệu đô la một căn nhà rồi. Mướn thì cái tiền nhà nó cũng ổn định. Thì anh nghĩ sao? Rồi, nếu mà anh hỏi như vậy thì anh phải nhớ là anh mới nói chuyện từ hồi nhà A2 mới có 200 mấy thôi. Dạ vâng. Đúng không? Mà lúc đó nhà 200 mấy thì mình lại nói là mình không muốn mua nhà 200 mấy, tại vì nghĩ là nhà A2 lúc 200 mấy là mắc. Nhưng mà giờ nó lên 500 mấy rồi. Wow. Thành ra không phải lúc nào đúng hay là sai. Yeah. Invest là tốt, nhưng mà mình invest làm sao nó more effective, tức là để cho cái return, cái on investment, tức là cái tiền mình invest là nó return. Yeah. Nó cho mình cái benefit. Yeah. Chứ còn vấn đề là đi invest bao giờ, đi mua nhà bao giờ cũng lợi hơn là đi mướn. Vâng. Tại vì mình có một cái xe tax shelter để mình trừ thuế. Và khi nói đến vấn đề đầu tư rồi trừ thuế, lần tới xin mời quý vị cùng theo dõi anh Donald Trump sẽ gửi đến quý vị phần phân tích kỹ lưỡng hơn và chi tiết hơn liệu rằng đầu tư vào thị trường địa ốc
hay là đầu tư vào thị trường chứng khoán, đầu tư vào vàng hay vân bất vân, để làm thế nào bảo vệ được nguồn đầu tư của quý vị cũng như có được căn nhà. Mời quý vị cùng theo dõi với chúng tôi lần tới với sự bảo trợ của Magic Bancor. Xin cảm ơn anh Donald Trần rất nhiều ngày hôm nay. Cảm ơn ông Hoàng Trọng Thị và lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành bên cạnh người thân và xin trân trọng kính chào.